Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía đông của khu vực Nam Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Lúc 7 giờ ngày 28 tháng 4, có vị trí ở vào khoảng 7,5 đến 8,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Dự báo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Ngày và đêm 28 tháng 4, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm và thời tiết nguy hiểm trên biển, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 3. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện.